chú chó bị mấy anh trong nhà bắt nạt liền chạy tới ôm bà để được bà thương. Anh tối nhà anh hiếp thằng nhỏ tối một ngày bay á nha, ỷ lớn đứa thảo nói mười mấy ký hết trơn mà anh hiếp thằng nhỏ có 2-3 kg à, anh hiếp không phải không bay ha ha ha, bà ngoại chứ mày, bà ngoại nhốt tụi bay luôn, không thả đứa nào ra luôn. Có lẽ đã tìm ra chú chó nhõng nhẽo nhất TikTok rồi cả nhà. Em là Trà Sữa, nghe cái tên thôi là đủ thấy ngọt ngào dễ chịu rồi ha. Giao diện thì trưởng thành, nhưng tâm hồn lại là em bé. Chơi với mấy anh trong nhà vui vẻ đâu không biết, chứ em toàn bị bắt nạt á mọi người. Vốn sinh ra đã mong manh dễ vỡ, này sờn hở là bị ăn hiếp. Tuy nhiên em đã có át chủ bài là bà ngoại, nên mỗi lần gặp chuyện là liền chạy đến mà mách lẻo vậy này. Đúng không? Anh tối nhà anh hiếp thằng nhỏ tối một ngày bay á nha, ỷ lớn đứa thảo nói mười mấy ký hết trơn mà anh hiếp thằng nhỏ có 2-3 kg à, anh hiếp con phải không bay ha ha ha, bà ngoại chứ mày, bà ngoại nhốt tụi bay luôn, không thả đứa nào ra luôn. Nghe đồn làm nũng là kỹ năng của Trà Sữa quả không sai. Ôm chầm lấy bà để được bà bên vực mà ta nói đáng yêu vậy đó. Được cái bà ngoại lại thương em nhất nhà, nên ai mà dám bắt nạt là tới công chuyện với bà. Đây à, ăn hiếp con Trà Sữa hoài nghe, có mình nó nhỏ nhất trong nhà mà ăn hiếp nó hoài vậy nó buồn nè. Cái mặt nó buồn nè, thấy không? Để ngoại la mấy đứa nó nghe, cho mấy đứa ăn hiếp con nữa nghe con, nghe không? Vẻ mặt thì ngây thơ vô số tội, giả bộ dễ thương đồ nữa cơ. Được bà ngoại sủng ái thế này thì đừng có nói là mấy anh, lỡ sen mà có đụng vào ẻm chắc cũng không có yên đâu à nha. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.